Xin chào quý cô chú anh chị đang xem kênh LTK Bonsai. Hôm nay kênh có đến nhà vườn của chị Nguyễn Hạnh để review giao lưu đến quý cô chú anh chị một số cây kiểng bonsai nha. Thì hôm nay gồm có phôi trang, phôi cằn thăng, phôi sam núi trái. Thì số điện thoại liên lạc của chị Nguyễn Hạnh kênh có ghi trên tiêu đề ha. Quý cô chú anh chị gọi điện trực tiếp hoặc là kết bạn qua Zalo để được hỗ trợ mua hàng sớm nhất và chọn cho mình những cây ưng ý về chơi nha. Rồi chào chị Hạnh ơi. Rồi chào khán giả kênh LTK Bonsai ha. Hôm nay về vườn em quay một clip gồm phôi cằn thăng ha. Phôi sam núi trái, phôi trang. Rồi hôm nay có mai chua không? Có mai chua không ạ? Rồi muốn giao lưu với tất cả anh em qua số điện thoại là 0902884129 nha. Trước tiên vô cái phôi trang vàng lá nhỏ số 1 số 0 này cho anh em mình tham khảo nha. Cao nó 34. Đây cây nó già nó nứt luôn ha, cái này là liền bệ liền thân ha. Đó thấy nó già. Mới bữa có mấy bữa mà trời nó lên xanh hết trơn nha. Đó, phôi này em làm sạch đất rồi. Bây giờ anh em yên tâm mua chơi. 28 là ở đây ha, vị trí này ha, rất là to nha. Đó, 350.000 cái phôi số 0 nè. Rồi tiếp tục cái phôi số 1 nha. Cây bên em bao sống, anh em mình yên tâm mua hàng này mình về chơi ha. 28 là cao. Anh thấy cái gục nạc ở đây rất là to nha. Ở đây là 25 nha. Đó, tất cả cây đều đã lên mầm xanh rất là sống khỏe ha. Rồi 350.000 luôn. Phôi số 2 vẫn là trăng vàng lá nhỏ nha anh em. Cao nó khoảng 38. Tổng đây là 28 nha. Đế lực rất là lực nha. Đó. Rồi 350.000 luôn. Em bao sống bao ship luôn. Phôi số 3. Cao nó 30. Đây. 25 là ở đây ha. Đó chỗ này. Em đo lại cho. Để coi. Đây 25 đây ha. Đó dáng một cây bay rất là đẹp nha. 300.000 đồng. Rồi cây số 4 nha. Tất cả cây hôm nay đã lên mầm sống khỏe rồi. 28 là cao. Cây này quá trời già luôn rồi. Nổi và cốc luôn rồi. 26 là ở đây ha. Đó, tất cả các phôi đã lên mầm sống khỏe rồi. 300.000 đồng phôi số 4. Phôi số 5. 30 là cao. Đế rất là lực luôn. 23 là ở đây ha. Đế nè anh em thấy không? Cái cục nạc đế ra tới đây luôn. Dáng thì rất là đẹp luôn. 400.000 đồng phôi số 5 nè. Phôi số 6. Cao nó khoảng 29. Chỗ này 25 ha. Đó, đế nạc ra tới đây nha. Rất là đầy duyên dáng nha. 400.000 đồng cái phôi số 6 này. Phôi số 7 nha nè. Vẫn là vàng lá nhỏ nha. Cao nó 25. Chỗ này 24 nha. Rồi 350.000. Rồi cái phôi số 8 nha. Cao nó 36. Tổng đây 26 nha. Đó, tông cao rất đẹp. Phôi này có giá là 350.000 luôn. Phôi số 9. Cao nó hẳn 29 nha. Cao 29, chỗ này 21 nha. Rồi 300.000 đồng cái phôi số 9 này nha. Phôi số 10. Cao nó khoảng 30. Chỗ này 20. Rồi 300.000 đồng luôn cái phôi số 10 này luôn. Sửa lại giùm em luôn. Số 11 nha. Cao 35. Phôi này quá trời to luôn nha. Phôi này cái cục nạc ở đây rất là to nha nè. 28 là ở đây nha. Đó. Nguyên một cái cục nạc ở đây rất là khủng luôn. Và 350.000 đồng. Số 11. Cái số 12. Cao nó khoảng 30. Chỗ này 23 ha. Đó, cái cục đế nạc nó xuống tới đây nha nè. Đây em thấy rất là khủng luôn. Rồi 300.000 đồng luôn. Số 13. Cao nó khoảng 20. Tổng đây là 30 ha. Rồi cái phôi này có giá là 350.000 luôn. Em bao sống bao ship luôn ha. Rồi số 14 nha. Cao 31.
Chỗ này 21 nha. Rồi đó, số 14 này 300 ngàn đồng ha. Mình vào sống và ship luôn. Rồi, số 15 nha. Cao nó 23. Chỗ này 27 nha. Rồi 300 ngàn đồng coi số 15 này nha. Số 16. Cao nó 28. Chỗ này 26 ha. Rồi số 16 này có giá là 300 ngàn luôn. Có số 17 nha. Cao nó khoảng 34. Chỗ này 24 ha. Rồi 300 ngàn đồng khoai số 17 này nha. Khoai số 18. Cao nó 26. Chỗ này 20 ha. Rồi cái khoai này có giá là 250 ngàn thôi. Tên là 18, này số 19. Số 19 nha nè. Cao nó 25. Chỗ này 21 nha. Rồi con này có giá là 300 ngàn đồng. Rồi số 20 nha. Chỗ này 21 nha. Chỗ này 19. Rồi con này 250 ngàn thôi. Rồi cái số 21. Cao khoảng 26. Chỗ này là 19 đi ha. Rồi 250 ngàn luôn. Cái phôi số 21 luôn. Cây này rất là to, rất là dài nha. Số 22 là em lên cặp nha nè. Một cặp như này là một cây vàng, một cây đỏ nha nè. Cây bên đây là đỏ, cây bên đây là vàng nha. Cây đế rất là lực luôn ha. 22 là cao. Chỗ này 19 nha. Đó, củ nạc ra tới đây luôn ha. Còn cây đỏ nè, rất là quýp ha. Đế rất là nổi luôn. 410 ngàn đồng một cặp như vậy nha. Rồi số 23 ha. Cao nó 26. Chỗ này 20. Cái này là hai cây vàng hết nha nè. Cây này đắt lượng nha. Tất cả cây đã đâm một xanh lên hết rồi ha. Đó, rất là đẹp nha. 400 ngàn đồng một cặp như thế này. Cặp số 24 là một cây vàng cây đỏ nha nè. Đó. Như cao 28. Chỗ này 23 ha. Rồi 400 ngàn đồng một cặp như vậy. Đế ha, rất là lực nha. Rồi số 25. Cái vàng cái đỏ luôn nha nè. 23 là cao. Cái đỏ quá trời nó lên một luôn rồi nè, rất là tệ. Chỗ này 219 nha. Rồi 400 ngàn đồng một cặp. Cái này 26 cũng cây vàng cây đỏ nha nè. Cao 30. Cục nạc nó xuống quá trời to luôn. 19 đây ha, cái cục nạc nó xuống tới đây luôn. Đó. Cây này cây đỏ. 400 ngàn đồng cặp này luôn. Số 27 nha. Cây này cây đỏ, cây này cây vàng. Cao 22. Chỗ này 20 ha. Rồi một cặp này là 400 ngàn đồng. Đó, cái đó lên tục luôn nha. Xong ha. Không có lấy nước tiểu ha. Rồi cái này số 28. Cao 22. Chỗ này 20 ha. Rồi 400 ngàn cặp số 28 này luôn. Rồi 29 em lên xăm núi trái nha nè. Xăm núi trái. Đây một cây dáng đổ treo cực kỳ đẹp luôn.
đổ xuống đây khoảng 32. Chỗ vị trí này là 17. Rồi sâm núi trái này em bán 350 ngàn một cây. Sửa lại giùm em 350 ngàn. Nè. Sâm núi trái sửa lên 350 một cây. Rồi số 30 vẫn là sâm núi trái luôn. Đổ treo. Rồi 32 là đổ 3 xuống đó ha. Vị trí này là 15 ha. Để rất là đẹp luôn. 350 ngàn. Có cây sụ đó. Rồi số 31 vẫn là sâm núi trái luôn. 350 ngàn. 32 là đồ chiều đổ xuống đó. Chỗ này 16 nha. Rồi 350 ngàn luôn. Dáng đổ treo cực kỳ đẹp. Cái chậu này là em trồng từ nhỏ trong cái chậu này nha. Và anh em mình cứ việc mạnh dạn khai thác đế xuống nha. Khai thác xuống bao nhiêu cũng được chứ. Sẽ có một bộ rễ rất là dài dưới này. Bộ rễ nó nằm trong chậu này từ nhỏ luôn. Bây giờ bộ rễ rất là quái. 25 là chiều đổ xuống đây. Anh em mình khỏi sợ mất sức cây, cứ việc về khai thác. Thích tới đâu thì mình khai thác xuống tới đó. Chỗ này là 15 ha. Bộ đế rất là đẹp luôn ha. 350 ngàn. Rồi số 33. Đổ xuống đây khoảng 39. Chỗ này là 17 nha. Là củ này rất là to. 350 ngàn luôn. Em bao sống bao ship luôn. Rồi cây số 34 này là một cây sâm trái đã lên sù rồi nha anh em. Nó rất là già rồi, lên sù rồi. Đổ xuống đây là 40. Nó đã có bông có trái. Này là nó mới có ra bông thôi. Đây, anh em mình thấy những cái mắt sù không? Đây, từ đây nè. Đó, nó đánh sù lên tới trên thân, tới trên gốc luôn nha. Đây, tới trên gốc lên sù luôn ha. Đó. Đây nè, những cái mắt sù nữa nè, anh em thấy không? Đó, cái này là sù giống như sù nổi vậy. Rồi, đổ xuống đó là 38. Tổng chỗ này là 19 nha. Rất là to nha, đế cực kỳ khủng nha. Đó, anh em về cứ việc khai thác đế nha. 500 ngàn đồng cái cây số 34 này. Rồi, cây số 35, 38 là chiều đổ xuống đó nha. Chỗ này là 15 ha. 350 ngàn. Cây số 36. Đổ xuống đây là 30. Chỗ này là 16 ha. Rồi vẫn 350 ngàn luôn. Một cây sâm núi đổ treo. Rồi cây số 37. Đổ ra đây khoảng 30. Chỗ này là 15 ha. Để mình khai thác tự do ha. Rồi 350 ngàn. Rồi cây số 38. Vẫn 350 ngàn luôn. Đổ xuống đây là 36. Rồi đó, chỗ này là 16 đi. Rồi 350 ngàn một cây. Đổ treo cực kỳ đẹp. Cây số 39 nha. Đổ xuống đây là 36. Chỗ này là 15 ha. Đó, bộ đế cây này cực kỳ đẹp nha. Rồi vẫn 350 ngàn luôn. Cây số 40. Đổ xuống đây là 26. Để em đo tổng hết chỗ này 14 thôi. Rồi 350 ngàn. Cây số 41. Vẫn 350 ngàn nha nè. Đổ xuống đây là 40. Chỗ này là 15 nha. Đây 350 ngàn. Cây số 42. Xuống đây là 36. Chỗ này là 15 luôn. Rồi 350 ngàn luôn nha. Em bao sống bao ship luôn. Rồi cây số 43. Đổ xuống đây là 30. Chỗ này là 16 nha. Rồi 350 ngàn. Vậy anh em mình cứ về tự do khai thác đế nha. Rồi sau đây em lên sâm hương nha nè. Sâm hương này là sâm hương miền Tây này ha. Lá rất là thơm, nó có bông có trái luôn nha. Rồi cao 34. Chỗ này 26.
Rồi cây sâm hương này có giá là 400 ngàn. 400 ngàn thôi. Sửa lại 400 ngàn em. Rồi cây số 45 vẫn là phô sâm hương luôn. Cao nó khoảng 29. Chỗ này 24 nha. Thân thì lắc lượng nha. Đế thì mình tự do khai thác xuống luôn nha. Rồi vẫn 400 ngàn đồng luôn nha anh em. Rồi 46 là phô sâm hương luôn. Cao khoảng 28. Chỗ này 21. Rồi cây này có giá là 400 ngàn. Số 47. 47 vẫn 400 ngàn luôn nha nè. Cao nó khoảng 30. Chỗ này 26. Đế thì mình cứ khai thác xuống nha. Rồi 400 ngàn đồng luôn. Sau đây mình lên phôi cận thân ha. Thân này em bán cặp nha. Đó em bán cặp nha. Mỗi cặp như vậy em bán đồng giá là 400 ngàn luôn nha. Cao này khoảng 16. Củ đế rất là to nha. 37 đây nha. Rồi một cặp tương đồng như vậy là giá 400 ngàn đồng. Em bao ship tới nhà cho anh em mình nha. Rồi cái cặp số 49. Cao khoảng 28. Củ này rất to nha nè. Củ này 34 nha. Rồi một cặp như vậy là 400 ngàn. Rồi cặp số 40, 50. Cao 30. Củ đây 42 ha. Rồi một cặp như vậy là 400 ngàn đồng. Số 51. Đó, một cặp rất là đẹp luôn. Này 20 là cao. Củ đây 37, 38 đi. Củ tròn rất là đẹp nha. Rồi 400 ngàn đồng một cặp này luôn. Số 51. Số 52. Cao nó 20. Củ đây 34 nha. Rồi 400 ngàn một cặp này. Số 53. 400 ngàn một cặp luôn nha. Cao nó khoảng 26. Củ đây là 31 nha. Rồi 400 ngàn một cặp như vậy. Rồi số 54. Cao nó 20 nha. Củ đây 33. Rồi một cặp như thế này sẽ 400 ngàn nha. Em bao ship tới nhà cho anh em mình nha. Rồi số 55. Cao nó 28. Chỗ này 30 ha. Rồi 400 ngàn một cặp như vậy. Số 56. Rồi một cây dài một cây ngắn nha. Cao nó khoảng 28. Củ đây khoảng 28 luôn. Rồi 400 ngàn một cặp. Số 57. Cao nó 23. Thằng thân bên đây đã sống khỏe rồi. Anh em mình yên tâm ha. 30 là ở đây ha. Đó. Rồi 300, 400 ngàn một cặp như này luôn. Rồi số 50. Số 58. 24 là cao. Củ đây là củ đây 38 đi. Rất là to cái củ này nha. Rồi 400 ngàn một cặp. 59 nha. Cao nó 26. Củ đây 30. Rồi 400 ngàn một cặp như vậy. 60 nha. Cao nó khoảng 24. Củ đây 35 ha. Đó, củ hai củ này rất là to nha. Rồi 400 ngàn một cặp này luôn. 61 nha nè. Cao 24. Chỗ này 31 nha. Rồi một cặp này 400 ngàn luôn nha. Rồi 62 ha. Cao nó 20. Chỗ này 38 nha. Rồi 400 ngàn một cặp vậy luôn. Rồi cặp số 63. 20 là cao. Chỗ này 28 nha. Rồi 400 ngàn một cặp.
Rồi cái cặp 64. Cao 29 nha. Rồi củ đây là 39 nha. Rất là to nha anh em. Rồi 400 ngàn một cặp này luôn. Rồi 65. Cây này cao 30. Rất là to nha anh em. Cây này rất là to. 37 củ đây ha. Một củ này thôi cũng đủ 400 ngàn rồi ha. Rồi 400 ngàn một cặp luôn. Rồi cặp số 66. Cao nó khoảng 20. Quá trời cái củ này nó đẹp à. Củ này 40 luôn nha. Rất là tròn do một cái củ này thật là đẹp luôn. Rồi 400 ngàn cái cặp này luôn. Rồi cặp 65, 67. Cao nó 28. Rồi cái này là 36 ha. Rồi 400 ngàn này cũng là cặp cuối clip của nhà vườn em hôm nay ha. Rồi cảm ơn em trong thời gian qua đã ủng hộ nhà vườn bên em nha. Xin chào, hẹn gặp lại clip sau nha.